để cho nó tích nước ở đây, nó không chảy vào trong chân bò của anh em mình nhá. Nước đang rất là nhiều. Thật căng. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Mọi người đây là củ lẳng cái gì đấy. Đấy. Đây là cái tỏi bò đấy mọi người nhé. Bà Vi có con bò vàng. Một con bò chết cả làng ăn xương. Đấy. Ăn mà làng đã chỉ có con bò này. Thế là... mua luôn hai cái cẳng của nó luôn. Anh em mình mua hai cẳng để làm một cái quả. Hôm nay làm sẽ gọi là cho bò chui lòng đất nhé mọi người nhá. Ở phía sau mình là gọi là hiện trường, anh em mình chuẩn bị cho bò nó chui xuống đấy, nhưng mà không biết là có thành công không ấy, tại vì nó âm đất, cho nó làm tàu điện ngầm rồi ạ. Nó âm đất thì là rất là khó thành công đấy, nhưng mà thử xem sao thôi. Anh khứa ra để ướp gia vị ạ. Hôm nay sẽ cho bò tắm bia nhé mọi người nhé. Tí nữa mọi người sẽ biết cách anh em mình chế biến nó đẳng cấp như thế nào. Đây là anh em mình sơ chế mãi mới xong cái quả này đấy. Bữa đầu nó lông lá dày khum luôn. Đấy. Cạo sạch làm các thứ sạch sẽ rồi ạ. Sẵn, sẵn cho lên là nấu rồi. Anh ướp như cái gì với ba kê đấy. Đấy. Tắm đấy. Qua cho nó nhá. Cho nó vào các cái khe lỗ này. Nó ngấm sâu vậy nhỉ? Ngấm lên đầu. Thơm đấy. Đấy. Con bò này cũng sướng, được tắm gia vị sạch sẽ. Rồi, ok. Bây giờ nhá. Ok giờ nào. Chương ok vào. Anh ơi. Chương vào đây. Để đây cho nó. Hạ xuống. Rồi. Lên trên. Thôi, chạy. Ok chưa? Ngược. Cào lao. Thế, nổi. Cho mình thiết kế sẵn. Bây giờ nhá, cách của anh em mình là sẽ là như thế này. Vẫn là úp chảo nhá mọi người nhá. Nhưng mà sẽ đổ đầy bia lên. Tức là sẽ chân bò hầm bia nhá mọi người nhá. Bia hơi anh em mình sẽ đổ đầy vào đây. Và úp cái chảo này sẽ đốt. Và thêm những cái gọi là củ cải các kiểu vào đây. Đốt ở ngoài. Không biết là tại vì nó âm ở dưới lòng đất này ấy. Hồi những cái mọi khi anh em mình úp nồi úp chảo ấy, là cái đồ nướng, đồ úp ấy, là nó phải nằm ở bên trên mặt đất. Nhưng mà hôm nay phải cho nó âm xuống, tại vì nó không vừa cái chảo. Thế nên là không biết là có đủ nhiệt độ để từ giờ đến chiều là nó ninh nhừ cái chân này không. Chân này phải nhừ thì mới ăn được nhá, còn không thì dai lắm, không ăn được. Bây giờ mình sẽ lấy bia đã. Đây là bia hơi nhé mọi người nhé, vừa mới mua nóng hổi luôn. Lạnh tanh luôn. Mời tất cả mọi người nhá. Anh em cũng mấy củ cải đều ngon và ngọt nhỉ. Anh em mình làm rất nhiều củ cải luôn. Nhưng mà không biết củ cải này nó có hợp bia không anh nhỉ? Bia lạnh. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Chắc là thơm lắm ấy. Thì nay anh em mình mỗi ngày gặp một cái chân này, chắc là gặp trong say luôn. Tránh ra. Bia nó vẫn còn lạnh nhé mọi người nha. Vẫn hung được hết. Ú bái nhỉ. Cứ bình đễ. Bò Dubai thì người ta cho uống bia. Bò ba vị của anh em mình ha. Chân bò còn được tắm bia luôn mọi người ạ. Thế mới đẳng cấp. Tắm phát 10 lít bia. Nào lấy củi đấy. Ok. Ấy. Ok chưa? Úp một phát củi lên đây nhá. Là đốt. Trời ơi, nhóm nhóm lên lấy nhiều củi ra. Ok. Đấy, mọi người biết làm này để làm gì không? Để tránh cho nó
nó hơi cái khói nó vào trong. Cái khói nó vào trong thì để sẽ không bị oan khói cho mọi người nhá. Được chưa? Anh nhiều không anh ơi? Nhiều vào, càng nhiều càng tốt. Bây giờ bắt đầu đốt. Thôi ông đừng có động. Đấy. Sẽ ninh từ bây giờ đến chiều khoảng tầm 6 tiếng nhé mọi người nhá. Nhiệt độ ở trong thì sẽ rất là nóng đấy, như mọi khi nếu mà anh em mình úp chảo ấy. Rất là nóng nhưng mà có một cái chết rồi. Vẫn quên một cái, tức là cái bia nó chưa ngập hết cái chân ấy. Nó vẫn thò lên một tí, mình chỉ sợ là ở trên đấy nó cháy mất cái chân đấy. Ở đấy, sợ nhất cái đấy. Nhưng mà ninh như thế này thì mình nghĩ là sẽ ok đấy, nhiệt độ ok đấy. Không biết là có thành công không, hy vọng là sẽ thành công mọi người ạ. Mình chỉ sợ là cái phần của cái chân con bò là nó hở lên khỏi mặt nước ấy, là cái phần đấy nó sẽ bị cháy. Quên mất, lúc đấy là phải cho ngập nước hoàn toàn luôn. Nhưng mà thôi, thử xem hết mùi này mình sẽ đục thêm nước, bỏ ra đổ thêm nước hoặc là như thế, hoặc là đúng rồi, khả năng sẽ phải đổ thêm nước. Hết mùi này sẽ đổ thêm nước, đổ đầy ngập cái chân bò nhé mọi người nhé, để cho nó không bị thò cái phần da lên là nó cháy cái phần đấy đấy, thò phần nào lên cháy phần đấy. Tình hình là phải cho ra để kiểm tra mọi người ạ. Sẽ đổ thêm bia nhé cho nó ngập cái chân đi. Chứ không để cái chân nó hở lên là chỗ nào hở lên là cháy chỗ đấy, hỏng luôn đấy. Bây giờ mới là khó khăn này. Nó để gọi cho người để em đi gọi người hết. Không. Nóng lắm. Để em đều đổ luôn bia mà. Rồi. Anh ơi chấm mắt. Rồi, lấy bia. Ôi. Bỏng thì sang bên kia. Ấy. Thêm không? Thêm đi. Ui cái màu kia nó hơi đẹp nha anh nhỉ. Mà khê luôn. Bây giờ phải xịt lại. Lấy thêm đi. Phải cho nó đầy luôn đấy. Cho nước vào. Nó co lại một tí rồi mọi người ạ. Đây. Bây giờ phải xé. Đặt úp nó xuống. Nhấc vào củ cải nha anh. Đấy. Ui trời ơi. Để cho nó ngập. Covid. Đó. Từ từ nhá, giữ có bảo không? Bây giờ lấy thêm. Đó. Đổ đây, đổ ngập, đầu ngập vào nhá, đổ ngập vào. Thế lấy cái quạt bỏ kia ra như thế. Thêm nữa nó phải ngập luôn nhá mọi người nhá. Nó phải ngập mới được, không là cháy. Hở một chỗ nào lên là không được. Thôi lấy rẻ khác đi. Thôi. Vào thay cho nó quá. Đây, đứng bên đây. Mày đưa lẻ đây, đứng bên đây này. Ủa, thiếu bia, thêm nước nhé. Đổ vào. Giữ chắc vào. Chắc chắc à. Rồi, ok. Rồi nhá, nào. Đưa rẻ xuống bên này, rẻ bỏng hết rồi, lấy rẻ khác đi nhanh. Ấy đừng có đặt nó trồ vào xuống đây là chết đấy. Làm nhanh lên, áo cũng được. Mình tạm thị được nhanh. Nào. Ra đây, vâng ơi, từ nhắc một phát lên anh nhá. Nào, đây đi cầm, kéo nhá. Kéo nhá. Rồi, nào.
cái tay nào dư. Cái tay đất ở dưới ấy. Lấy cái gì biết? Lấy cái đây que. Kéo bẩn nữa. Đây bên này nữa. Thế đâu? Bên này. Trời ơi. Bỏng vãi cả trường. Rồi, nào, hạ xuống nào. Nào, từ vượng đỡ đây này. Ờ, từ rồi nhỉ. Chưa vào tay, chưa vào tay. Rồi, xúc đất nào. Xem. Ui, khá là vất vả nhé mọi người nhé. May chứ không là nó cháy mất. Cũng may là cho ra đây chứ không là cháy cái phần bên trên gì thôi. Bây giờ sẽ đốt, tiếp tục đốt nhé mọi người nhé. Bây giờ thì đốt thoải mái rồi, không sợ nữa. Úi, sắp mưa rồi mọi người ạ. Tuy nhiên là cái món của anh em mình không biết xong chưa, nhưng mà vừa được khoảng tầm hơn 3 tiếng thôi, nhưng mà bắt đầu có hạt mưa rồi. Tiện thể có hạt mưa để cho nó đấy luôn, cho nó nguội luôn. Quả này nó như kiểu một cái nồi áp suất nhé mọi người nhé. Nó nóng, nó bỏng ở trong thì kinh điển lắm. Mình nghĩ là 4 tiếng thì khả năng là như đấy. Bỏng hơn tất cả các loại bỏng mọi người. Lại bắt đầu sấm rồi. Chờ tí nữa mưa nó nguội nguội thì anh em mình sẽ bóc nó ra nhé. Không cần hất nước nữa. Ok đấy. À, tình hình mưa to rồi. À, mà mình quên mất bây giờ nha. Nếu mà để nữa là nước mưa nó chảy xuống dưới ấy. Bây giờ anh em mình phải ra cấp cứu khẩn cấp. Mà mọi người lấy rể cho nó bây giờ thấy cứu rể nó đây. Ôi, tắm mưa thôi. À, cố gắng giữ cho cái máy quay nó. Giờ tận hưởng thành quả mọi người ạ. Tí nữa thì hỏng. May thời tiết là đến chiều nó mới mưa. Ai cũng
À cũng được đấy, nhũn đấy, không phải đùa đâu. Ấy. À. Ui, hơi to. Được. Rút xương vào đây nhỉ. Rút xương. Lấy cái gì đựng củ cải? À thôi cho tất đấy, được. Nhân xong nữa. Củ cải bóng đêm. Ấy. Cái củ cải nó nổi lên nên nó mới kém rồi nhỉ. Ừ, vớt ra đá. Ấy, đẹp không mọi người? Phê không? Đó, hai cái ra hai một mâm nào, củ cải. Ở đây, đưa mâm này đây. Một cái một mâm luôn. Củ cải bóng đêm của Máu Đệ à? Ui. Củ cải này mọi người biết tại sao là nó bị đen đen đây không? Tức là cái lúc nó nổi lên mặt nước, cái lúc mình giải thích rồi đấy. Những cái chỗ này này, nổi lên mặt nước là nó sẽ bị... Ui, gần nhũn rồi. Anh ấy có củ chim nữa. Đấy. Ờ đấy, những củ chim này không bị... những củ chim là không bị cháy nhá. Đây, củ này chim này. Không bị cháy này. Cái nước bia này, nước mỡ này... Nó ra mùi rất là ngon nhá. Củ chim đấy là củ vì cái xương này nó đè này. Đó. Rồi ăn trộn anh ơi. Lấy rượu đây em, nó để lấy rượu cái. Lên hoa này. Ây. Cả. Nào, có khó đây. Rồi, áp xong. Ok. Xem nào. Ok không? Hết rồi. Tuyệt vời, cho một cục tỉnh. Lấy kéo dao, dao nhỏ. Kéo. Wow. May mắn quá, cũng là gọi là thành công rồi nhé mọi người nhé. À, rất là tiếc cái, đáng nghĩ ra là phải hầm nhừ đến buổi tối cơ. Bây giờ chưa biết nhừ chưa. Đây. À, cũng nhừ phết đấy. Này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đây là cái gân nó nhá. Mình sẽ thử một miếng trên này. Ngon. Mời mọi người nhá. Ngon không ấy? Được đấy. Thử đi. Chèo á. Cho em thử miếng. Tự chèo tự ăn thử miếng ra mình đấy. Ăn miếng. Anh để cho em cạp miếng nhá. Đây này. Anh cắt cho em đoạn này mời. Đây. Mời mọi người nhá. Đây. Đấy cái này cũng khá là mềm rồi nhá mọi người nhá. Bạn đấy chấm được nữa anh ạ. Nhưng mà chưa được mềm lắm. Vẫn thiếu giờ nhưng mà thôi, đại khái cũng gọi là thành công rồi nhá. Bỏ đi. Đây. Đại khái cũng gọi là thành công rồi. Mời tất cả mọi người nha. Vẫn hơi dài. Đáng... Vẫn là gọi em mời mấy ạ. Đáng nghĩ là nó nhũn được đấy nhưng mà thời tiết không ủng hộ. Thế đành phải chỉ làm được như thế thôi. Đấy. Đoạn cháy này mùi trực kia luôn. Ôi, quên có bò này phải chấm tương cưng. Vâng. Hả? Nghe. Làm hớp bia đã. Hết đây, hết đây, hết đây. Đáng nhẽ cái vó bò này là phải... đấy gọi là... Người ta hay gọi là vó. Vó ngựa, như kiểu chân ngựa trên nước đấy. Nhưng là phải chấm tương cưng cơ. Anh lấy một đoạn nào mình hết tương rồi. Ok nhá mọi người nhá. Mềm à? Mềm. Mình sẽ test cái củ cải nhá. Test hàng củ cải nửa bóng đêm rồi ạ. Mềm lắm. Cháy bố. Nổi lên trên. Cái này có đoạn mềm, có đoạn vẫn dai không ạ? Chưa đủ thời gian, vừa được 3 tiếng. Nhưng mà ngon anh nhỉ? Cái này tôm cứ ngủ. Ngon lắm, củ cải ngon. Tại vì cho nhiều bê. Cái hầm bia này nó không phải là bia mà không ăn được đâu nhá. Luộc bia cũng ăn rất là ngon. Nhiều món anh em mình làm với bia rồi. Không phải là nghiện rượu nghiện bia mà cho bia vào để nấu đâu. Đấy. Đây. Rất tiếc cái là chưa nhũn. Nếu mà nó nhũn ấy, cầm lên lột một cái, úi giời ăn nó như kiểu sốt vang ấy. Ra cho. Này cho sạch ngon. Củ cải ăn ngọt ngon lắm. Lần sau mình sẽ làm nếu mà thời tiết đáng nghe hôm nay nắng ấy. Đúng rồi, mưa rồi. Thời tiết nó mà nắng đẹp thì mình sẽ làm một món khác ok hơn nhá. Cũng úp nồi kiểu này nhưng mà nấu nó sẽ nhũn ra như kiểu chân giò mà Trung Quốc. Ăn củ cải ngon lắm. Ngon lắm. Ăn củ cải ngon lắm. Đấy.
Ngọt nhỉ? Ngọt mà mềm nhũn lắm mọi người ạ, ăn cái củ cải này đấy. Không, hôm sau mình sẽ cho một con gà Tây to vào đấy. Ui, gà Tây tầm thuộc Bắc. Xong rồi ninh như kiểu đấy nó khá là ok đấy. Nhưng mà bắt đầu gà Tây đẩy mua. Thôi, clip này cũng thời lượng video cũng khá là dài rồi. Mình xin phép tạm dừng cái clip này ở đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh nha. Tại vì bây giờ mưa to, nó cũng khá là ồn. Mái tôn nhà mình nó rơi xuống cứ lộp bộp. Không biết mọi người có nghe rõ không. Hẹn mọi người ở video sau vậy. Chào tất cả mọi người nha. Bye bye.